Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Em họ cựu chủ tịch nước dính đến nhiều nhóm lợi ích. Ngày 13 tháng 2, truyền thông nhà nước loan tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can có liên quan. Có 4 bị can bị bắt, đó là ông Nguyễn Đức Thái sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1967, nguyên trưởng ban kế hoạch marketing, ông Đinh Quốc Khánh sinh năm 1970, nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing, đều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, và bà Tô Mỹ Ngọc sinh năm 1980, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh vụ án tại nhà xuất bản giáo dục khởi tố bắt 4 bị can. Báo chí nhà nước cũng cho hay ông Thái và bà Thủy cùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Còn ông Khánh và bà Ngọc bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự 2017. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đinh Quốc Khánh đã giúp sức cho bà Tô Mỹ Ngọc thắng nhiều gói thầu cung cấp giấy in cho nhà xuất bản giáo dục. Đây có lẽ là phát súng đầu tiên mà Tổng Trọng bắn vào ngành giáo dục, và có lẽ từ đây cũng sẽ mở rộng ra nhiều vấn đề khác, lôi ra những nhóm lợi ích khủng trong ngành này. Trong nhiều năm qua, việc liên tục sửa đổi nội dung, chương trình, in mới sách giáo khoa cho thấy có cái bắt tay giữa lãnh đạo qua nhiều thế hệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhà xuất bản giáo dục để móc túi phụ huynh học sinh. Với số lượng sách khủng phát hành trên cả nước, bắt buộc hàng triệu học sinh phải mua, đem lại lợi nhuận khủng. Số tiền này chảy đi đâu? Lợi ích nhóm được hình thành giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhà xuất bản giáo dục là quan hệ sống còn của các quan chức ngành này. Vậy nên công an vừa khởi tố nhà xuất bản giáo dục thì Bộ Giáo dục đã lập tức thanh minh những sai phạm này xảy ra từ trước. Hốt hoảng như vậy, có lẽ ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sợ lửa cháy đến chân mình chăng? Điều đáng nói, trong 4 bị can bị khởi tố, có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã bị khởi tố lần 2. Trước đó vào ngày 4 tháng 1, bà Thủy đã bị khởi tố bắt giam cùng với bà Nguyễn Bạch Thùy Linh với tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, liên quan đến đại án Việt Á. Hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc, bị khởi tố lần 2. Ngày 14 tháng 2, một bài viết của tác giả Nông Văn Tìm trên trang Tiếng Dân cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là em họ của ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo tác giả, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sinh năm 1967 tại Tuyên Quang, nhưng quê gốc ở Quế Sơn, Quảng Nam. Cha bà là ông Nguyễn Thung, mẹ bà là Vũ Thị Điển. Ông Nguyễn Thung, tức Nguyễn Văn Thung, là chú ruột của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả Nông Văn Tìm cho biết ông có thông tin về người con trai của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tên là Đậu Hải Nam, hiện là chuyên viên vụ kinh tế tổng hợp văn phòng chính phủ. Đậu Hải Nam trước đây là chuyên viên văn phòng Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 1 tháng 8 năm 2021, Đậu Hải Nam được biệt phái sang công tác ở vụ kinh tế tổng hợp văn phòng chính phủ, nghĩa là ngay sau khi ông Phúc rời khỏi chính phủ. Tác giả kết luận, như vậy đã rõ, quyền lực làm tha hóa cán bộ và lòng tham vô đáy sẽ biến những đảng viên cộng sản vương vội bạch tuộc đi khắp nơi để vơ vét cho được núi tiền. Và việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế ngôi vị nguyên thủ quốc gia và tước bỏ quyền bính có phần đóng góp không nhỏ của cô em họ Nguyễn Thị Thanh Thủy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Em họ cựu chủ tịch nước dính đến nhiều nhóm lợi ích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguy cơ tha hóa do nắm giữ quyền lực tuyệt đối và thách thức trong việc chọn người kế vị. AFA Tiếng Việt ngày 13 tháng 2 đã giới thiệu bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, bàn về tình trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Bài viết có tựa đề "Quyền lực vô đối của ông Tổng Bí thư Đảng, nguy cơ tha hóa và thách thức kế vị". Hình ảnh bài viết trên trang AFA. Theo tác giả, chế độ toàn trị Xô Viết đã cho thấy quyền lực của Đảng Cộng sản là vô hạn và được cá nhân hóa trong người đứng đầu đảng giúp ông ta cai trị suốt đời. Dù là Stalin ở Liên Xô hay Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, họ đều là điển hình cho thấy việc kế vị của họ không thành công dẫn đến những khủng hoảng thể chế. Nay, việc chế độ quay lại toàn trị cho thấy dấu hiệu quyền lực của Tổng Bí thư Đảng là vô đối, đồng thời với nguy cơ tha hóa và thách thức kế vị. Tác giả phân tích, thực tế quá trình tái lập mô hình chế độ này ở Việt Nam cho thấy vai trò to lớn của Tổng Bí thư Đảng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng được đào tạo bài bản về chuyên ngành xây dựng đảng và là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp cho chế độ. Cú hích trở lại chế độ toàn trị đã bắt đầu trong nhiệm kỳ 11, 2011-2016, khi có sự tranh chấp quyền lực giữa Tổng Bí thư Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô. Như đã biết, trong sự dàn xếp nội bộ, ông Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 12 và nguyên Thủ tướng Dũng nghỉ hưu năm 2016. Tác giả cho rằng đây là bài học đắt giá cho Đảng Cộng sản và cá nhân ông Tổng Bí thư để quyết tâm và kiên trì củng cố chế độ, thúc đẩy toàn trị. Trước hết là việc sửa đổi ban hành mới các quy chế của đảng một cách bài bản, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng được mô tả là bậc thầy về các quy định. Đây là cơ sở đảng luật, cho phép tập trung cao độ quyền lực đảng, nhưng nhiều quy định đi ngược xu hướng thể chế hóa, vốn đảm bảo cho sự dẻo dai của chế độ. Tác giả nhấn mạnh ông Trọng đã lên án các quan tham, ăn không chừa thứ gì, hòng có thể xoa dịu sự bất bình của xã hội, vượt qua trở ngại, kỷ luật hết quan chức thì lấy ai làm việc của bộ phận quan chức dao động để trở thành lãnh đạo có bản lĩnh cách mạng. Vì vậy, ông đã là trường hợp đặc biệt để tiếp tục cương vị Tổng Bí thư Đảng nhiệm kỳ thứ 3. Nhờ phát động chiến dịch đốt lò và thúc đẩy nó lên đến vùng cấm, nhằm mục đích kép vừa lấy lại niềm tin của dân, vừa ngăn ngừa sự tranh chấp từ giới tinh hoa cung đình. Hình ảnh lễ bàn giao của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều ngày 4 tháng 2. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như ý ông Tổng khi mà dư luận đang có ngày càng nhiều những ý kiến đòi hỏi phải có sự minh bạch và lý do ông Chủ tịch nước bị bãi nhiệm sau lời thanh minh của ông cựu Chủ tịch nước. Thiếu cơ chế công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm trước dân thì chống tham nhũng cũng không thể có hiệu quả. Chế độ đảng, nhà nước liệu có thể mạnh lên khi công dân yếu đi? Đây là một biểu hiện của sự tha hóa tuyệt đối, của quyền lực tuyệt đối. Tác giả phân tích, dù có anh minh đến mấy thì cũng chẳng có vị vua nào hay ông Tổng Bí thư nào có thể sống mãi để cai trị, và kế vị luôn là vấn đề thách thức. Thời phong kiến tập quyền có thiên luật, cha truyền con nói, người kế vị phải được nuôi dưỡng, huấn luyện sao cho đủ anh minh và bản lĩnh để cai trị. Mô hình toàn trị không có được điều này. Dưới thời độc đoán của Trung Quốc, nhân vật kế vị có thể được biết trước, được đôn lên và thử thách. Nhưng dưới thời Tập Cận Bình đã không còn, và ông ấy đã làm nhiều việc để có thể cai trị suốt đời. Ở Việt Nam, hai nhiệm kỳ Đảng 12 và 13 phải áp dụng trường hợp đặc biệt đối với ông Tổng Bí thư đã cho thấy sự chuyển giao quyền lực đang gặp thách thức thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Nguy cơ tha hóa do nắm giữ quyền lực tuyệt đối và thách thức trong việc lựa chọn người kế vị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.